choáng chuỗi nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc lãi khủng. Trong nửa đầu năm, chủ quản chuỗi Vinpearl Safari, Resort, Discovery và Vim Oasis Phú Quốc trung bình thu gần 5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày. Theo bảng công bố thông tin mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, DPQC, báo lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 832 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với 6 tháng năm 2022. Trung bình mỗi ngày, công ty có lãi gần 4,6 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin. Giai đoạn 2019 đến 2021, DPQC lỗ triền miên nhưng cải thiện khá nhanh chóng. Từ mức lỗ hơn 2.500 tỷ vào năm 2019, con số trên rút về hơn 30 tỷ đồng vào năm 2021, tức giảm lỗ hơn 84 lần chỉ sau 2 năm. Sang năm 2022, công ty bắt đầu có lãi. Dự án Hòn Đồi Mồi gồm các công trình nhà hàng, chòi đón tiếp và cây xanh cảnh quan, với tổng lượng khách hơn 1.900 người một ngày. Dự án còn muốn tổ chức các hoạt động lặn biển ngắm san hô hoặc lặn bằng tàu đáy kính trong 15 đến 20 ngày một tháng, thời gian còn lại để san hô có thời gian phục hồi và phát triển. Còn dự án bãi vòng sẽ có khách sạn, biệt thự, resort, trung tâm hội nghị ẩm thực, quảng trường, trung tâm hội nghị ngoài trời. DPQC muốn xây dựng khoảng 3.200 phòng lưu trú, có khả năng đón khoảng 7.000 khách lưu trú và 1.400 khách vãng lai mỗi ngày.